Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Lò rực cháy, đừng biến mình thành củi. Thưa quý vị và các bạn, chưa có khi nào cuộc chiến chống tham nhũng lại mạnh mẽ và quyết liệt như thời gian gần đây. Từ Đại hội 12 đến nay, số ủy viên Trung ương vi phạm kỷ luật đảng, thậm chí vướng vòng lao lý có xu hướng ngày càng nhiều hơn. Tại hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 của Đảng, ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương đã đưa ra con số. Chỉ trong 2 năm gần đây, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 490 tổ chức đảng và hàng ngàn đảng viên vi phạm, trong đó có một số đảng viên bị thi hành kỷ luật do tham nhũng và cố ý làm trái quy định. Tính đến nay, đã có 59 cán bộ thuộc Trung ương quản lý đã bị xử lý, kỷ luật, trong đó có 13 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương và có một ủy viên Bộ Chính trị. Nếu so với các năm trước, thì năm 2022 có thể thấy số cán bộ bị kỷ luật, bị truy tố trước pháp luật nhiều hơn và ở diện rộng hơn. Trong đó có rất nhiều cán bộ ở các ngành, các cấp, từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là hàng loạt tướng lĩnh trong ngành công an, quân đội, ngành mà lâu nay dư luận vẫn nghi ngại về một vùng cấm đã bị đưa ra xử lý kỷ luật. Việc xử lý cán bộ ngày càng quyết liệt thể hiện quyết tâm phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước, không có vùng cấm. Tại hai hội nghị quan trọng của Đảng là Trung ương 7 và 8, nhiều vấn đề nóng cũng đã được bàn thảo như chính sách tiền lương, công tác cán bộ, tinh gọn bộ máy, công tác xây dựng Đảng, trong đó xây dựng Đảng và công tác cán bộ được các đại biểu đặc biệt quan tâm. Cũng chưa bao giờ công tác cán bộ lại được Đảng và người đứng đầu Đảng ta trăn trở đến như vậy. Ngay tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã yêu cầu trả lời cho được câu hỏi vì sao 20 năm qua, đặc biệt những năm gần đây, mặc dù Đảng ta đã có nhiều chủ trương, chính sách về công tác cán bộ, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, nhưng trong thực hiện vẫn còn nhiều bất cập, hiệu quả còn thấp. Nguyên nhân từ đâu, ở khâu nào, cấp nào? Không phải ngẫu nhiên mà người đứng đầu Đảng ta lại đặt ra nhiều câu hỏi về công tác cán bộ đến như vậy. Thực sự không thể không trăn trở khi có quá nhiều cán bộ vi phạm, ở đủ cấp, đủ ngành, kể cả cán bộ đương chức hay đã nghỉ hưu. Trăn trở về một đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đông nhưng chưa mạnh, một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Điều này được thể hiện rõ nhất khi mà trong năm 2018 có hàng loạt cán bộ, trong đó có nhiều cán bộ trung ương quản lý, nhiều tướng lĩnh cấp cao trong ngành công an, quân đội bị xử lý kỷ luật, thậm chí vướng vòng lao lý vì lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bảo kê, chống lưng cho nhóm lợi ích, làm ăn phi pháp, làm thất thoát tài sản nhà nước hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng cũng nhằm để hưởng lợi trong đó. Trăn trở khi không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luyện, thậm chí lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhiều đại án kinh tế đã và đang được đưa ra xét xử mới thấy mức độ tàn phá nền kinh tế ghê gớm. Những sai phạm này của cán bộ, đảng viên không chỉ làm tổn hại nặng nề về kinh tế, mất mát về đội ngũ cán bộ, mà hậu quả nặng nề hơn cả là làm xói mòn lòng tin của dân với đảng, với chế độ. Vì thế, khi công cuộc phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ vi phạm của đảng và nhà nước và người đứng đầu đảng ta ngày càng vào hồi quyết liệt là minh chứng rõ nhất của quyết tâm không có vùng cấm. Bất cứ ai khi đã sai phạm, khuyết điểm trong việc quản lý đất nước, quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến đảng, đến nhân dân, thì dù ở cấp nào cũng đều bị xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Có thể thấy, việc xử lý cán bộ vi phạm trong thời gian qua đã được làm một cách thận trọng, bài bản, chỉ rõ đến từng cá nhân vi phạm, không còn là lỗi của tập thể. Đặc biệt là công khai trước dư luận sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó, đúng người, đúng tội, không hàm oan cũng như không bỏ lọt ai. Quyết tâm và hành động mạnh mẽ của Đảng đã và đang lấy lại được niềm tin trong nhân dân, được dư luận đồng tình ủng hộ. Niềm tin của người dân vào Đảng, vào chế độ ngày càng được củng cố và tăng cường, tạo khí thế phấn khởi, lan tỏa, là động lực để nhân dân tích cực, hăng say trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chưa bao giờ nền kinh tế lại tăng trưởng ấn tượng như bây giờ. Cùng với việc phòng chống tham nhũng, xử lý cán bộ đang vào hồi quyết liệt, trong năm 2018, Đảng ta cũng đã ban hành nhiều quy định, quy chế về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên như quy định số 07 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, quy định 102 về xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm,
Cùng với đó, Đảng ta cũng ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định khác nhằm tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Những quy định này của Đảng thực sự cần thiết với tất cả các cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay, ngày càng hoàn thiện các quy trình kết nạp Đảng, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đây cũng là cảnh báo đối với tất cả cán bộ, đảng viên. Hãy soi lại những việc mình làm để tự tu dưỡng, tránh tình trạng tự diễn biến, tự suy thoái mà kết cục cuối cùng sẽ không ai mong muốn. Nhà đầu tư chứng khoán ra đảo, Bộ Tài chính vào cuộc. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo về thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính cho biết tính đến ngày 29 tháng 4, chỉ số VN Index đạt 1.366,8 điểm, giảm 8,4% so với cuối tháng trước và giảm 8,8% so với cuối năm 2021. Vốn hóa thị trường cổ phiếu ba sàn HOSE, HNX và Upcom ngày 29 tháng 4 đạt 7,16 triệu tỷ đồng, giảm 7,7% so với cuối năm 2021, tương đương 85,3% GDP. Về quy mô giao dịch, trong tháng 4, giá trị giao dịch bình quân đạt 26.299 tỷ đồng một phiên, giảm 19% so với tháng trước. Tính chung từ đầu năm tới nay, giá trị giao dịch bình quân đạt 29.924 tỷ đồng một phiên, tăng 12,5% so với bình quân năm trước. Đối với công tác quản lý thị trường tài chính và dịch vụ tài chính, Bộ Tài chính cho biết sẽ khẩn trương thực hiện và rà soát vướng mắc bất cập quy định pháp luật chứng khoán, các nghị định hướng dẫn luật chứng khoán 2019, rà soát bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng có kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các công ty đại chúng, tổ chức kinh doanh chứng khoán, công ty kiểm toán được chấp thuận trên cơ sở kế hoạch đã được điều chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm trên cơ sở kết quả giám sát. Bộ Tài chính nhấn mạnh, thực hiện giám sát chặt chẽ các giao dịch chứng khoán có dấu hiệu bất thường, kịp thời phối hợp với các sở giao dịch chứng khoán có đánh giá, phân tích, tiến hành kiểm tra giao dịch đối với các giao dịch có dấu hiệu vi phạm quy định, thực hiện giám sát hoạt động các công ty đại chúng, thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kiểm toán đối với các doanh nghiệp niêm yết, công ty đại chúng, chú ý đối với các doanh nghiệp có khách hàng có báo cáo tài chính sai lệch hoặc có nhiều sai sót. Cơ quan chức năng cũng sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt là phát hành không có tài sản bảo đảm, tiếp tục triển khai đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán theo đúng lộ trình và quy định pháp luật. Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Nghị định sửa đổi, Nghị định số 95 về ban hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán. Nghị định sửa đổi Nghị định số 153 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định về phát hành công cụ nợ của Chính phủ. Nghị định về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp. Nghị định sửa đổi bổ sung chính sách tín dụng đầu tư nhà nước. Giám sát đầu tư công tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn nóng quy hoạch treo. Thưa quý vị và các bạn, hoạt động đầu tư công đang là vấn đề thời sự nóng và là nội dung được người dân thành phố Hồ Chí Minh quan tâm trước kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Đây cũng là động lực để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt trong giám sát đầu tư công, trong đó nhất quyết xóa khỏi quy hoạch các dự án thi công kéo dài. Cụ thể, trong danh sách khoảng 30 dự án đầu tư công trong năm 2022 theo đề nghị từ Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu phải theo dõi, giám sát chặt chẽ. Trong số này có những siêu dự án với quy mô nhiều tỷ đồng được người dân cả nước quan tâm như dự án tuyến metro số 1, số 2, các tuyến vành đai 2, 3, 4, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, quốc lộ 50, cầu Thủ Thiêm 4, đại lộ Võ Văn Kiệt đến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Trung Lương. Hiện nay, các siêu dự án đầu tư công có chung tình trạng thi công kéo dài, trễ hẹn năm này qua năm khác. Thực trạng này dẫn tới danh mục các dự án trọng điểm rơi vào tình trạng đội vốn, quá trình giải quyết cũng vì thế kéo dài thêm nhiều thủ tục. Tiểu dự án thành phần rất phức tạp, việc thi công chậm trễ gây bức xúc dư luận và sức ép phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện đi kèm với chất lượng công trình rất khó đảm bảo đúng tiêu chuẩn. Về thực trạng kể trên, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã thẳng thắn đánh giá, các dự án công kém hiệu quả, thi công chậm trễ, kéo dài quy hoạch treo đang nổi cộm, trong đó có nhiều dự án thụ hưởng từ nghị quyết 54 của Quốc hội, thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại rất chậm triển khai. Qua giám sát đối với 32 dự án đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa từ 10 ha trở lên với tổng diện tích hơn 1843 ha. Sau đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thông qua các nghị quyết, quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng mức vốn đầu tư hơn 12.954 tỷ đồng.
Tuy nhiên, bà Lệ đánh giá, dù đã rút ngắn được thời gian lập hồ sơ gửi qua các bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Thông thường, một hồ sơ phải thực hiện ít nhất 6 tháng. Thế nhưng, các thủ tục triển khai tiếp theo vẫn rất chậm và chưa chuẩn bị tốt. Theo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong số 31 trên 32 dự án cho đến nay đều chung tình trạng chưa hoàn thành tiến độ. Dù vậy, cũng mới chỉ có 1 trên 32 dự án đã trình Hội đồng Nhân dân Thành phố hủy bỏ danh mục thu hồi đất. Điều này cho thấy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chưa thực sự kiên quyết trong việc ra quyết định điều chỉnh, hủy bỏ các dự án không thực hiện ra khỏi kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Bà Lệ thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân cốt lõi. Có những siêu dự án với quy mô vốn đầu tư tới 10.000 tỷ đồng như dự án giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 đã được chính Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất với Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xin được xem xét tái giám sát dự án này. Tính tới thời điểm hiện tại, siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng của Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giang dở, trễ hẹn, bàn giao qua năm thứ tư so với kế hoạch. Qua hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận mong mỏi rất lớn của người dân tại các vùng quy hoạch treo là chính quyền nên loại bỏ ra khỏi quy hoạch càng sớm càng tốt để người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt, làm ăn. Để tìm giải pháp triệt để cho vấn đề trên, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã có chỉ đạo đối với sở ban ngành và các địa phương để tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến 647 nội dung. Riêng vướng mắc giữa doanh nghiệp và người dân có liên quan tới khoảng 62 dự án bất động sản đang chững lại các giao dịch. Theo ông Phan Văn Mãi, nếu tháo gỡ được các vướng mắc này sẽ giải quyết được lượng lớn hồ sơ giấy tờ nhà đất, khơi thông dòng tiền đầu tư. Trong khi đó, đối với siêu dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đã trễ hẹn qua năm thứ tư liên tiếp, từ đề xuất của Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng đô thị, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch số 225 để tái giám sát chặt chẽ, đôn đốc các bên liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và sớm hoàn thành dự án. Hiện nay, các đơn vị liên quan đã được yêu cầu gửi báo cáo về Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để xem xét cụ thể việc tổ chức giám sát quá trình triển khai công trình nghìn tỷ này. Để tránh những lùm xùm trong hoạt động đầu tư công, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chỉ đạo Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành rà soát lại các quy định liên quan đến việc chuyển nhượng và đấu giá dự án có dấu hiệu trục lợi. Sau đó, thành phố yêu cầu giám sát chặt chẽ từ công tác đấu giá đất đến đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư hoặc chuyển nhượng dự án. Từ hoạt động giám sát các dự án đầu tư công thụ hưởng từ nghị quyết 54, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ cũng nhìn nhận việc cần thiết phải giám sát chặt chẽ hơn trong lĩnh vực đầu tư công để tránh lãng phí, thất thoát hoặc trục lợi từ chính sách. Bà Lệ dẫn chứng, nghị quyết 54 của Quốc hội cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được hưởng 50% khoản tiền từ việc thu tiền sử dụng đất khi bán các tài sản công của các đơn vị trung ương ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng cho đến nay, hầu như Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 nhà đất đã được phê duyệt phương án bán tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Dù vậy, ngay cả 2 tài sản công kể trên cho đến nay cũng chưa tiến hành được việc bán chuyển nhượng, dẫn tới Thành phố Hồ Chí Minh không thu được 50% khoản tiền kể trên để đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội. Các yếu kém trong giám sát tiến độ dự án đầu tư công không chỉ ở khía cạnh con người, chủ đầu tư dự án yếu kém mà còn xuất phát từ năng lực quản lý của cơ quan nhà nước có liên quan. Để ngăn chặn tham nhũng, lãng phí hoặc trục lợi từ hoạt động đầu tư công, Thành phố Hồ Chí Minh đang tính cả phương án hậu kiểm thông qua phần mềm giám sát đầu tư các dự án đầu tư công. Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, qua rà soát các dự án đầu tư từ giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố, sở này ghi nhận còn khoảng 2.000 dự án ở các cấp cùng nhiều bất cập khác đã ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai các dự án. Về giải pháp lâu dài, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường hậu kiểm thông qua phần mềm giám sát đầu tư các dự án. Ngoài ra, định kỳ thành phố sẽ họp lắng nghe, đối thoại với các sở ngành liên quan để kịp thời nhận diện những khó khăn vướng mắc, nhất là triển khai thực hiện các dự án lớn trọng điểm để có giải pháp, kế hoạch tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ kịp thời.